Thưa quý vị, giá ga bán lẻ trong nước từ hôm nay tăng mạnh tới hơn 60.000 đồng một bình 12 kg. Trung bình mỗi bình ga loại 6 kg đến tay người tiêu dùng được điều chỉnh tăng từ 31.500 đồng, bình 12 kg tăng 63.000 đồng, bình 12,5 kg tăng 66.000 đồng, bình 45 kg tăng 236.000 đồng và bình 50 kg tăng 262.500 đồng tùy theo từng thương hiệu. Theo các công ty ga, nguyên nhân giá ga trong nước tăng mạnh là do giá ga thế giới đột ngột tăng cao. Hiện nguồn cung ga nội địa chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Vì thế, giá ga bán lẻ trong nước bị ảnh hưởng bởi giá ga thế giới. Bên cạnh đó, một số tổng đại lý khó lấy hàng thêm vì đầu mối chỉ cấp đúng số lượng theo hợp đồng. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng xác nhận một máy bay Su-22 bị rơi tại Yên Bái trong lúc huấn luyện, một phi công hy sinh. Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày hôm qua, máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy cất cánh. Trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công Duy đã hy sinh. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố đã tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui xuân đón Tết. Tổng kinh phí chăm lo Tết là hơn 1.229 tỷ đồng. Con số này tăng hơn 167 tỷ đồng so với Tết Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, kinh phí trung ương là hơn 16 tỷ đồng, kinh phí thành phố là hơn 917 tỷ đồng, kinh phí quận huyện và thành phố Thủ Đức hơn 17 tỷ đồng, kinh phí vận động hơn 277 tỷ đồng. Quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với tiến độ triển khai và kết quả tiêm vaccine trên thực địa đến thời điểm hiện nay, dự kiến trong tháng 2 sẽ công bố việc thương mại và sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi trên toàn quốc. Vaccine dịch tả lợn châu Phi do Công ty Cổ phần Avac Việt Nam nghiên cứu, sản xuất được cấp phép lưu hành vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 và được đưa vào sử dụng có giám sát tại các trang trại lợn chăn nuôi lợn. Đến cuối tháng 12 năm 2022 đã tiêm phòng vaccine trên 1.800 con lợn tại 13 trang trại ở các tỉnh, thành phố. Kết quả lấy mẫu cho thấy 94,4% đáp ứng yêu cầu miễn dịch. Thưa quý vị, thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho thấy sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của Việt Nam sang thị trường Mỹ đứng thứ hai trong khu vực châu Á. Cục Hàng hải Việt Nam cho biết hiện nhiều cảng được đầu tư với quy mô đồng bộ, hiện đại, trang thiết bị xếp dỡ năng suất cao, năng suất xếp dỡ đạt tiêu chuẩn cấp khu vực và quốc tế. Thời gian giải phóng tàu nhanh. Nhóm cảng biển số 4 là nhóm cảng biển phát triển nhất cả nước, tập trung là nhóm cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Cái Mép, Thị Vải, Vũng Tàu, với hơn 100 bến cảng và 220 cầu cảng. Thưa quý vị, ở lĩnh vực công nghệ và kinh tế số Fintech dù có tiềm năng rất lớn về thị trường nhưng hiện vẫn còn tồn tại nhiều rào cản như thiếu về nhân lực, thiếu các chuyên gia giỏi, thiếu các cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu. Được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và quốc gia thông qua các hoạt động đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ tài chính, kinh tế số và xã hội số. Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chính thức ra mắt Trung tâm Công nghệ và Kinh tế số. Theo đó, hoạt động của trung tâm sẽ tập trung xây dựng và chuyển giao các giải pháp công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác với các chuyên gia có uy tín và nâng tầm ảnh hưởng của Đại học Bách khoa Hà Nội trong nước và khu vực. Ngay tại thời điểm thành lập, trung tâm có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, người học từ 3 đơn vị chính, đó là Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Viện Kinh tế và Quản lý và Viện Toán ứng dụng và Tin học. Sự hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu giúp trung tâm giải quyết được các bài toán khó, đòi hỏi tính liên ngành, nảy sinh từ lĩnh vực kinh tế, tài chính, đòi hỏi áp dụng các mô hình và phân tích toán học và cần hiện thực hóa bằng công nghệ thông tin. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 1, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Mỹ có kế hoạch áp đặt lệnh cấm hoàn toàn hoạt động xuất khẩu công nghệ của Mỹ cho tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Washington đã cản trở Huawei bằng cách mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và kế hoạch trên là hành động độc quyền về công nghệ. Trước đó, vào hôm 30 tháng 1, Thời báo Tài chính của Mỹ đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngừng cấp phép cho các công ty của nước này xuất khẩu một số mặt hàng cho Huawei và tiến tới áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc bán công nghệ Mỹ cho tập đoàn này. Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, hạn chế hầu hết các nhà cung cấp Mỹ vận chuyển hàng hóa và công nghệ cho công ty này.
hạn chế khả năng mua lại hoặc thiết kế chip bán dẫn trái tim trong hầu hết sản phẩm mà Huawei sản xuất. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 1, giới chức thành phố Peshawar của Pakistan cho biết vụ đánh bom liều chết xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố này là một ngày trước đó là cuộc tấn công trả thù có chủ đích nhằm vào lực lượng cảnh sát. Kể từ khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát nước láng giềng Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, số vụ tấn công do phiến quân thực hiện nhằm vào các trạm kiểm soát an ninh đã tăng mạnh ở khu vực gần Peshawar, thủ phủ tỉnh biên giới Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Theo giới chức cảnh sát, một nhóm phiến quân có liên kết trực tiếp với lực lượng Taliban ở Pakistan có thể đứng sau vụ tấn công mới nhất này. Vụ đánh bom liều chết xảy ra tại đền thờ Hồi giáo nằm trong khu tổ hợp có trụ sở cơ quan cảnh sát tỉnh và một phòng cảnh sát chống khủng bố, một trong những khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất của thành phố. Số người thiệt mạng trong vụ việc đã tăng lên 95 người, trong đó có nhiều nhân viên cảnh sát và hơn 221 người bị thương. Thưa quý vị, các nghiệp đoàn ở Pháp ngày 30 tháng 1 đã đưa ra lời kêu gọi chung về việc tổ chức 2 ngày đình công và biểu tình tiếp theo. Dự kiến được tổ chức vào các ngày 7 tháng 2 và 11 tháng 2 nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu. Trong khi đó, nghiệp đoàn CDT cho hay khoảng 2,8 triệu người đã tham gia biểu tình trên toàn nước Pháp trong ngày 31 tháng 1, mặc dù nhà chức trách Pháp chỉ đưa ra con số khoảng 1 triệu người biểu tình. Các cuộc thăm dò cho thấy đa số cử tri Pháp phản đối kế hoạch cải cách lương hưu, trong đó đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64, cũng như tăng các khoản đóng góp để được hưởng lương hưu đầy đủ. Bộ Lao động Pháp ước tính cải cách hệ thống lương hưu sẽ mang lại cho nước này thêm 17,7 tỷ euro đóng góp lương hưu hàng năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nguyện nghiệp đoàn cho rằng có nhiều cách khác để tăng doanh thu như đánh thuế người siêu giàu hoặc yêu cầu người sử dụng lao động hoặc người hưu trí khá giả đóng góp nhiều hơn. Thưa quý vị, cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu ngày 31 tháng 1 công bố các số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone tránh được một cuộc suy giảm trong mùa đông này sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,1% trong quý 4 năm 2022. Con số trên thấp hơn mức tăng trưởng 0,3% trong quý 3 nhưng tích cực hơn so với dự báo tăng trưởng âm mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó trong bối cảnh tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine khiến giá năng lượng leo thang và lạm phát liên tục ghi nhận những mức cao kỷ lục. Theo Eurostat, tăng trưởng tại Eurozone vào năm 2022 đạt 3,5%, cao hơn mức 3% của Trung Quốc và 2,1% của Mỹ. Tăng trưởng của cả 27 quốc gia thành viên EU bao gồm một số nước trong Eurozone là 3,6% trong cả năm 2022. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 9 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!